Mỗi khi ăn thịt heo hay nước cốt dừa là mình lại nhớ tới các bạn. Mình hy vọng Kim Chi Răng Hô và Diệu Hiền Béo Phì sẽ luôn có nhiều sức khỏe. Cái con nhỏ điên nó làm chứ không có ai hết trơn á. Nghĩ sao mà làm gì vậy trời? Ê! À, trời ơi! Bà làm cái gì vậy? Bây giờ bà xé cũng vô ít thôi à. Lỡ may á, nó đã in ra thành nhiều bản đã phát cho mấy đứa bạn mình rồi sao? Bà yên tâm đi. Thời buổi này không có ai rảnh mà đi coi mấy cuốn kỷ yếu đó đâu. Mà cái con nhỏ nó nghĩ sao vậy? Nó chơi lầy thiệt chứ. Đã ra trường bao nhiêu năm rồi mà bây giờ còn chơi mấy cái trò con nít này để hãm hại tôi với bà nữa. Bởi vậy mà tôi nhớ mấy cái tấm hình của tôi á, là cuối cấp 3 tôi đem đi chôn hết rồi mà ta. Ừ, còn tôi là đi đốt phi tang hết trơn rồi. Mà không biết sao còn vậy á. Vậy đây là tấm duy nhất mà còn sót lại trên đời này, đúng không? Cái con nhỏ này, ngày xưa tôi đã nói với bà là để tôi phải dạy cho nó một bài học nhớ đời trước khi ra trường, mà bà cứ cản cản tôi hoài à. Thôi mà, nhưng mà tấm hình này làm sao mà bà Thu mới có được ta? Chào bạn. Chào các bạn. Chào bạn. Mình tên là Diệu Hiền, mình học sinh mới của lớp. Chào bạn. Ê Béo Phì. Hả? Bộ bà học chung lớp với tụi tôi hả? Mà nè, đi đứng á thì từ từ thôi. Tiếng đi của bà hả, khuấy động nguyên cái lớp này luôn á. Mình biết rồi. Vậy mình ngồi đây nha. Nè khoan. Hả? Ngồi cẩn thận có gãy cái ghế nha. Nè Thu, sao mày thích tục ghẹo người ta quá vậy? Người ta cũng là học sinh mới mà. Ở đâu ra cái con nhỏ răng hô này vậy? Nhìn cái hàm răng như cái bàn cào vậy á. Mẹ ngồi đi. Cảm ơn bà nha. Trời ơi trời. Ê mấy đứa, coi nó ăn cơm kìa. Một mình nó mà ăn bao nhiêu đó luôn á. Ghê chưa? Nè Thu, mày biết đây là cái gì mày khẳng định cơm của bạn đó? Ủa bạn, mày ăn cơm cho ai mà nhiều quá vậy? À, cái này một mình ăn á. Trời ơi. Thấy chưa? Tôi đã nói á, tốt nhất á là nên lo cái hàm răng hô của bà đi. Hay là bà muốn tôi đem cái hàm răng của bà đem đi nạo dừa? Thôi tôi cũng thèm nói chuyện với bà nữa. Chào bạn, mình là Kim Chi. Mình là Diệu Hiền. Kim Chi. Hả? Nè, bây giờ làm sao mình tìm được cái bà Thu rồi đây? Bà yên tâm đi. Tôi bây giờ sẽ dò lan mấy đứa bạn thân ngày xưa của mình. Cuối cùng tôi sẽ tìm được nó thôi. Tôi sẽ cho nó một bài học nhớ đời để trả giá cho cái chuyện dám xúc phạm hai đứa mình một lần nữa. Cho bài học hả? Là tìm được bả rồi, bả tính làm cái gì? Thì cảnh cáo bả, nếu mà bả còn dám làm chuyện này nữa hả, thì tôi sẽ cho bả biết tay luôn. Thôi, dù gì cũng là bạn bè ngày xưa với nhau, có cái gì từ từ nói chứ không có cần mà phải ra tay vậy đâu Kim Chi à. Được rồi, bây giờ tôi sẽ dùng một biện pháp nhẹ nhàng hơn. Là gì vậy? Tạt mắm tôm vô người nó. Diệu Hiền ơi! Diệu Hiền! Hả? Bà đâu rồi? Ra đây, ra đi! Đang dọn dẹp, chọn sao vậy? Nè, nè! Bà nghe tôi nói nha, tôi đã hỏi được địa chỉ nhà con nhỏ đó rồi. Bây giờ tôi với bà qua bên nhà con nhỏ đó, bà nhớ cầm theo chai mắm tôm. Tôi với bà sẽ tạt vô nhà nó cho nhà nó hôi rình luôn. Phải cầm chứ. Nhìn bà như vậy, có vẻ là bà rất tức đúng không? Làm sao mà không tức được. Bà hãy nhớ lại ngày xưa đi, quãng thời gian trước nó đã đối xử với hai tụi mình như thế nào. Nắm tay tôi, nhìn tôi và nhớ lại đi. Hôm nay cũng mang cơm theo nữa hả? Ừ, tại chiều nay có tiết thể dục á, nên là tôi mang đi tới tôi ăn trưa luôn. Ê, Béo Phì, tính ăn mịn hả? Thì tôi mang đi cho tụi mình tôi ăn thôi mà. Ăn gì như cái thùng không đáy hay ta? À, hay là để tôi kêu mấy bạn kia ăn giùm ha. Thôi đi, mày đã ăn hiếp người ta một lần thôi, không có ăn hiếp người ta ngoài đâu. Lo cái hàm răng hô đi. À mà đúng rồi, chiều nay nhà tôi có nấu chè á, qua dùng cái hàm răng này nè.
Nạo dừa giùm nha. Nè ba, đi qua ăn chung với tôi. Ngay từ đầu tôi đã muốn kết bạn với bà rồi đó. Nhưng mà sợ cái gì? Sợ cái đám nó lại chọc ngu tầm ngu, mã tầm mã chứ gì. Giờ đừng có sợ, mình phải biết tự hào bản thân mình chứ. Xét cho cùng thì nhân cách tụi mình hơn tụi nó nhiều mà. Bà nói đúng á. Ơi bà, tôi mới mua cái máy ảnh á, chụp hình ông ra tôi chụp cho ha. Trời ơi, có hai đứa kỳ dị chơi chung với nhau kìa. Đúng là ngu tầm ngu, mã tầm mã mà. Ê, chụp hình chung không? Tất nhiên rồi. Chịu heo chụp một tấm hình nha. Thôi, đừng có sợ. Chụp hình hả? Chụp đi. Thôi, được thôi, tạo dáng đi. Nhìn cứ như là cặp đôi hoàn hảo ha, hâm mộ ghê luôn á. Mình phải tự hào cho bản thân mình chứ. Đúng á, thân hình mình thôi mà có gì đâu phải ngại. Đúng rồi. Đó, anh đi học á, anh học cùng trường với con nhỏ mập ú như vậy nè. Dạ vậy hả? Sức cơm con nhỏ đó gấp ba con người ta gì nè. Nên cái đồ đừng đồ ăn to phì luôn. Thôi, con nhỏ đó như tên là Diệu Hiền hay gì á, mà có biệt danh là Béo Phì. Còn em có biệt danh gì? Biệt danh của em là Công Chúa Bong Bóng. Quá chừng. Dạ. Anh có điện thoại đi, em nghe điện thoại chứ. Dạ, nghe đi anh. Nè, bộ phim mới đó xem hay quá ha, Kim Chi ha. Công nhận hay thiệt á. Mà tôi bắt cười nhất á là cái khúc á mà nghĩ sao mà lấy hai cái răng cửa mà nạo dừa được vậy. Hay dễ sợ. Cười quá, tôi cười quá trời luôn. Phải nhà này không bà? Chính xác, đúng nhà này rồi đó. Tôi nhớ đâu có sai đâu. Hai chị kiếm ai vậy? Phải bà là Ngọc Thu không? Phải, có chuyện gì mà hai người là ai? Tôi nghe nói là bà hay kiểu mà chọc ghẹo này nọ người khác lắm đúng không? Kiếm chuyện á. Ai nói mà tự nhiên là hai người thập toàn nhà tôi là sao? Ai nói gì? Là tôi nè, Diệu Hiền tôi nói nè, được không? Còn tôi là Kim Chi nè. Diệu Hiền? Ê, Diệu Hiền bị bé Phì phải không? Kim Chi bị hôn. Trời ơi, mày đâu vậy? Thì đi kiếm bà đó. Kim tôi nghe nói là tại vì là bà nhớ tụi tôi đúng không? Cho nên là bà rửa bắt cái hình rồi bà đăng kỷ yếu rồi bà phát cho mọi người chứ gì. Hình nó dễ thương á, đẹp không? Bà vui quá ha, bà cười ha. Kim Chi ra tay.
dài.